Là có nghĩa là nó cho quay combo rod UR quay, nghĩa là cho combat core giống như năm trước luôn. Năm trước bên Silver chung, năm trước bên Silver chung là năm trước bên Silver chung á, là cho combat core DK, cho quay combat core DK. Và hình như cái bánh xe này là cái dòng quay là combat core dòng quay nha. Đầu tiên là combat core bằng dòng quay nha, nó ghi rõ ràng luôn nha. Nó ghi trên bản dịch của nó ghi là, nó ghi là bánh xe thức tỉnh lõi UR, mà cái bánh xe là chỉ có cái dòng quay thôi à nha. Ở ghi nè, cái bài đăng nè, ở dòng đây nha, mấy mấy cô, cái dòng UR nè, cái dòng UR nè là cái dòng đây nè, nó ghi là bánh xe thức tỉnh lõi UR. Cái bánh xe tôi nghĩ là chỉ có cái dòng quay thôi, dòng quay hoặc là quay định hướng, nó cho combat con Boros UR vào dòng quay, là có nghĩa là gói quay độc quyền có sẵn, đồng thời gói quà mừng năm mới sẽ giảm giá cực kỳ hấp dẫn. Là cái này, một là quay cái bánh xe, tôi nghĩ là bánh xe là chắc là dòng quay rồi, và cái gói quà mừng năm mới. Còn cái bài, cái hai dòng đây là cái sự kiện năm mới nè, bài đăng là sự kiện rút thăm nè, nó sự kiện câu đối á, sự kiện câu đối mà mấy anh em hay Tết là mấy anh em sửa ba mấy câu rồi chúc mừng năm mới, happy new year, vạn sự bình an cái gì đó, mấy anh em nhận quà. Rồi combat là con lõi Boros UR nè. Tiếp theo cái dòng thứ tư của nó là cái tài trợ gấp đôi, là tất cả số tiền này, tất cả số tiền trên máy chủ sẽ được nhân đôi vào lúc 5 giờ sáng ngày 1 tháng 2 năm 2024. Tất cả số tiền nhân đôi là cái chỗ này, tất cả số tiền nhân đôi này là cái gì ta? Tài trợ gấp đôi có nghĩa là lợi tức à. Cái dòng này là reset toàn bộ full nick 2 đô à, hay là lợi tức của game? Cái này không biết nha. Cái dòng này là không biết nha. Cái dòng này là, một là reset, một là cái dòng này là ít 2 đô. Hai là cái, một là cái dòng này lít 2 đô, hai là cái dòng này là reset ít 2 lợi tức. Nói chung là cái này chờ bên server chung mình coi mình sẽ biết. Dòng tiếp theo nữa là quà tặng của Saitama, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian diễn ra sự kiện được những phần thưởng hậu hĩnh như quà tặng của Saitama hoàn thành rồi. Cái sự kiện này nè, cái sự kiện này nó giống như sự kiện điểm danh sinh nhật, thì nó sẽ có cái sự kiện Saitama, nó giống như sự kiện mà 4 năm kỷ niệm 4 năm á, mấy em nào chơi bên Silver chung á, hoặc là chơi bên Silver C á, hoặc là chơi bên Silver Nhật cũng có cái này, là nó sẽ có cái sự kiện Saitama, là nó có một cái bức hình ô Saitama á, thì trong đó nó có 4 ngày nhiệm vụ, thì trong đó mấy em làm đủ 4 ngày điểm nhân 4 ngày mấy em sẽ nhận mảnh nè, nhận hồn nè, nhận tướng. Thì trong đây nó ghi là mấy em có thể nhận được là phần thưởng hậu hĩnh là hình như là SR cộng nè, đá thức tỉnh tiến hóa SR cộng nha, nó ghi nè, có thể nhận tướng SR cộng nè và nhận cái đá thức tỉnh SR nha. Là nó giống như sự kiện mà vừa rồi luôn, vừa rồi với Silver chung nè, sự kiện kỷ niệm 4 năm nha, sự kiện 4 năm là nó sẽ cho cái con Saitama, xong rồi mấy anh em làm nhiệm vụ trong đó, giống như giống ở bên Silver Nhật hiện tại á, đợt trước á, Silver Nhật đợt trước á là cho con Saitama mấy anh em làm nhiệm vụ đó, là ô đầu tiên nhận kim cương, ô thứ hai là nhận đá huy chương, ô thứ ba là nhận thẻ đằng sau, ô thứ tư là nhận được mảnh hai rương mảnh chọn anh hùng quái nhân đá đá vàng. Đấy là cái này bên Silver chung nha. Đấy à, giờ tặng tướng hoặc là nhận đá thôi thì nó sẽ coi sẽ chi tiết sau. Rồi cái tiếp theo nữa là cái dấu sao đây nè, dấu sao đây là sự kiện hộ lực nha, cái dấu sao đây là sự kiện hộ lực nè, là sự kiện tổng của game luôn á. Thì cái sự kiện này tên là sự kiện, chủ đề là trận chiến người tuyết nha, trận chiến người tuyết. Thì trận chiến người tuyết là đầu tiên nha, là cuộc chiến phiêu lưu người tuyết nè, kỷ niệm bóng tuyết nè, rồi chiến đấu với người chơi tuyết nè. Rồi cái nhé, này là cái ô dưới đây là nhà thi đấu lô hoàng hiếm hàng ngày. Giờ mình xuống, mình kéo xuống mình coi tiếp ha, thì coi thử nó sẽ cập nhật cái gì thêm. Mình coi tới dòng này rồi nè. Ok, bây giờ mình kéo xuống rồi. Hoài mẹ cập nhật nó dài vậy cứt mấy ông mà. Trời ơi, má cái bát cập nhật này nó lớn vậy cứt mấy ông à. Đây, bây giờ bắt đầu tới con bơm rồi nè. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu tới con bơm nha. Bây giờ bắt đầu tới con bơm nha. Bây giờ đây đây có bản cập nhật dịch con bơm rồi nè. Đây bắt đầu là con bơm rồi nè. Đấy. Thì sau khi mà coi cái dòng này xong là hết cái dòng sự kiện hộ lực nha, bắt đầu tới sự kiện cập nhật con bơm nè. Đấy là điều chỉnh con bơm nha. Ở trên là ở trên đây là cái sự kiện hộ lực đã nói rồi, cái vô dấu sao thứ hai là điều chỉnh con bơm. Thì đầu điều chỉnh là kỹ năng là của Biru, cái Biru này là con bơm á. Thì về cái bị động nha, thì dòng đầu tiên nó là bơm không giới hạn sức mạnh, đợi cho điều chỉnh như sau là nội tại của con bơm bất kỳ là sẽ là thay bằng hồi phục sinh mệnh 500% sức tấn công của đồng minh và 3 lần mỗi hiệp. Trong 3 hiệp đầu tiên hồi phục sinh lực bằng 1.200 sức tấn công trước khi hành động, và 2 lần mỗi hiệp 1.200 nha. Thì và khi mà lên 5 sao vàng thì nó sẽ lên 1.600, và khi mà lên 5 sao tím là nó sẽ lên 2.000 và sẽ hồi phục 650. Cái này á là theo đánh giá của tôi á,
là cái này chút nữa mình sẽ vô in game mình chết ha. Thì cái này là nó chỉ sửa lại cái bị động của con bơm, là nó gia tăng khả năng chống chịu của con bơm nha, nó gia tăng khả năng chống chịu của con bơm lên. Và tôi thấy cái này thì thiệt sự nha, thiệt sự cái này thì tôi thấy nó chả cần. Tôi thấy cập nhật cái này hơi vô lý mấy em ạ. Cái này tôi thấy nó hơi vô lý. Nó cập nhật cái này mấy ông biết vô lý như sao không? Mấy anh em kênh chat, mấy anh em đọc cái dòng này, nói chung là chỉ gia tăng máu nè, đầu tiên đúng không? Hồi máu 500% nè, và hồi máu bằng tổng tấn công của con bơm 1.200 lên 2.000. Mấy anh em đọc, mấy anh em thấy vô lý chỗ nào không? Không, mấy anh em đọc, mấy anh em cô kỹ bị nó vô lý chỗ nào trong meta hiện tại không? Mấy anh em kênh chat mình tương tác chút xíu. Mấy anh em đọc cái chỗ tự nhiên sửa cái bị động của con bơm gia tăng lượng trị liệu với lại nó vô lý không? Hồi phục 650 hồi vô lý thế nào? Hồi máu xám đó mấy anh em. Nó hồi máu thì hồi máu xám thôi chứ máu gì vô mấy ông nội. Nó hồi là hồi máu xám chứ hồi máu gì? Ừ. Đẹp nhanh nè, bây giờ tôi hỏi đúng không? Đang trong meta của con King UR. Con King UR nó vừa bơm máu xám rồi mà nó còn vừa bơm máu tím nữa, mà gia tăng khả năng hồi phục cho con bơm này làm cái quần què gì? Không hiểu. Thiệt. Tôi thấy nó hơi vô lý chỗ này, là cái gia tăng cái hiệp, gia tăng cái hồi máu của nó lên của con bơm, mà trong nghĩ là, mà tôi không nghĩ luôn mà con bơm tự nhiên gia tăng cái bị động làm cái quần què gì, mà không gia tăng cái phần ở siêu tuyệt kỹ hay là phần thức tỉnh. Đúng không? Tại vì cái câu chuyện ở đây á, là nhà nhà thế giới sẽ chơi King nha. Cả thế giới ai cũng chơi King đó đó. Thì bây giờ con bơm nó ra trước con King. Mà con King nó đã nhồi một lượng máu cực kỳ nhiều rồi. Thì gia tăng cái khả năng chống chịu và cái khả năng hồi phục của con bơm lên làm gì? Khả năng sát thương của con bơm lên làm gì? Mà trong khi đó bản thân con King nó đã hồi máu rồi. Cái này tôi không biết mấy anh em. Này tôi nghĩ là bị động này thì nói chung là sửa cái này lại, thì sau này khi mà ra coi thì mới biết anh em. Có phải ai cũng lấy kinh đâu, con kinh chắc chắn ai cũng phải lấy, tôi nói thẳng một câu luôn chứ đó câu chuyện mà ai cũng phải lấy kinh, con kinh chắc chắn ai cũng phải lấy nếu các chuyện si kinh thiệt. Rồi ok, cái dòng tiếp theo để kéo xuống cái ô tiếp theo coi thử nó là bản gì. Rồi ok, đó là coi về con bơm, sau này mình sẽ đi chi tiết sau. Bây giờ mình sẽ coi cái cập nhật tiếp theo về cái hoạt động tiếp theo. Tôi nghĩ là nó nên gia tăng sát thương nó gia tăng sát thương hơn để nó đỡ bị hơn lép vế so với con chày, nó sẽ hay hơn. Nó còn chỉnh sửa cái phần bị động thì tôi thấy nó no hope mấy nè. Rồi ô tiếp theo ở dòng này là cái tối ưu hóa, rồi lại tối ưu hóa vision. Cái ô sau này tiếp theo là cái ô tối ưu hóa ha. Thì đầu tiên nó là tối ưu hóa vấn đề dữ liệu không chính xác khi cập nhật thông tin trận đấu cạnh tranh đô thị này, là cái quần què gì không biết. Cái cạnh tranh đô thị nó ghi dịch này, bên Google dịch nó gì ghi là cái gì cạnh tranh đô thị, chắc là chiến khu hay là cái thứ gì đó. Thêm thông báo và chức năng nhắc nhở email, rồi cái này bỏ qua. Cái này tối ưu hóa logic cạnh tranh rồi bỏ qua luôn. Tối ưu hóa hoạt động bạn xếp hạng, rồi thêm chức năng xem file chiến đấu người chơi trong bảng xếp hạng và thông tin chi tiết trạng thái lối chơi cạnh tranh. Chẳng lẽ cập nhật cái này là cái live class ta? Cái này là cái live class à? Tối ưu hóa quy tắc hiển thị cạnh tranh trong lối chơi. Tối ưu hóa hiệu ứng siêu của giá trị, điều chỉnh quy tắc đăng ký tổ chức số lượng đăng ký số lượng. À, cái này là sự kiện mới, cái này là cái sự kiện BB mới nha. Cái này là cái đô thị là cái BB mới mấy anh em, là cái BB mới, cái BBB hội liên server mới đó mấy anh em. Cái này là cái BB mới nha.
Rồi tiếp tục cái dòng ở dưới là búp cái gì đây, tôi thấy G4 cái gì gì đi nữa đây. Ờ, cái dòng cuối với mấy anh em, để tôi coi thử, tôi có cái dòng cuối tôi coi thử là chắc đổi quà tối ưu hóa quà shop mấy anh em. Rồi ok, cái dòng tiếp theo qua, cái dòng tiếp theo của trong cái sự kiện này, cái dòng tiếp theo qua. Thì cái dòng tiếp theo là ở cái phần búp gì đó. Mô tả kỹ năng hiệu ứng của Honkai What the fuck? Cái gì dịch đi, từ trong đây tôi dịch ra mô tả hiệu ứng Honkai được đồng nhất và giảm tỷ lệ sát thương và hiệu ứng không thay đổi. Nhân vật điều chỉnh mô tả hiệu ứng Honkai. Hiệu ứng Honkai là hiệu ứng công nghệ gì? Hiệu ứng sụp đổ à? Giảm tỷ lệ tránh sát thương và hiệu quả. À hiểu rồi, hiểu 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 rồi. Rồi cái này hiểu hiểu. Rồi hiểu hiểu cái dòng này hiểu rồi mấy anh em hiểu rồi. Cái dòng này hiểu nó dịch cái gì rồi, rồi hiểu nha. Cái dòng này là hôm bữa mấy ông nhớ tôi nói trên live là cái vụ mà sụp đổ của con G4 mới là con King UR, nó là giảm né tránh á, mà sụp đổ của mấy con cũ á, nó là cái sát thương gì, gây thêm sát thương gì đó, không mấy ông nhớ không? Đó là nó đồng bộ cái sụp đổ nha, nó đồng bộ cái sụp đổ này của tất cả cái con, là của con Samurai nè, Samurai SSR, Flash Flash SSR, G4 nè, con Gatling nè, con King nè, con đồng đế nè, là nó sẽ giảm tỷ lệ né tránh nha. Dính dính sụp đổ là bây giờ mặc định luôn là sẽ giảm né tránh, là đồng bộ hóa luôn nha, đồng bộ hóa luôn. Là nhưng mà kỹ năng vẫn không thay đổi. Ở bên sụp đổ bên Silver Việt Nam mình hiện tại nó đang là gây thêm sát thương hay là giảm sát thương gì đó, mấy anh em đặt giùm tôi nha, mấy anh em chết giùm tôi nha. Thì tôi có nói á, cái này như thế này. Ở bên Silver Việt Nam á, tôi nói này tôi riêng nha. Ở bên Silver Việt Nam á, là khi mà mấy anh em coi á, ví dụ như coi tôi đi, tôi đủ mấy ông biết tôi rồi, bố tính tôi thì điếu ngán thằng nào nha, tính tôi thì điếu ngán thằng nào. Thì khi mà tôi làm nội dung mà tôi có làm sai thứ gì đó, tại vì tôi tìm hiểu, tôi đi sâu, tôi cố gắng tôi làm ở bên Silver Việt Nam và những người làm nội dung khác, kể cả tôi hay là những người làm nội dung khác, mấy ông biết không, ở bên Silver mấy ông khi mà mấy ông coi bên nước ngoài hay sao á, tôi không cần biết, tôi xin lỗi mấy ông, mấy ông qua coi nó, mấy ông coi lại về, mấy ông coi tôi đi, đổ bên Silver nước ngoài tôi có nói trong Discord á, nó làm skill của tướng á, cái skill nào đéo biết nó bỏ qua. Cho nên mấy ông coi á, ví dụ như skill của con tướng này nó có 10 dòng đúng không, tôi nói ví dụ như skill của con King luôn rồi, tôi có thể dịch sai ok, tôi có thể dịch thiếu em màu tím màu xám gì ok vân vân, nhưng trong cái phần skill nó có ghi là khi mà boost cái trạng thái siêu cuồng độ đặc biệt của con King, đồng minh mà hành động, số đơn vị dính mục tiêu nó sẽ trừ năng lượng, trừ bao nhiêu năng lượng đó trên một mục tiêu đó trong skill của con King có ri rõ ràng đúng không, có ri rõ ràng, hoặc là cái sát thương đó có crit hay thứ gì đó không, có kèm theo và cái hiệu ứng sụp đổ nó ghi ấy, gần như mấy thằng bên server nước ngoài làm nội dung đó nha, mấy ông coi đi, nó ghi là sụp đổ, nó ghi là sụp đổ, kể cả cái đòn đánh thường đó, nó ghi sụp đổ là sụp đổ thế hệ cũ, bản thân nó cũng không biết là cái sụp đổ này là giảm né tránh, mà nó cũng ghi là giảm sát thương hay là tăng sát thương hay thứ gì đó, và ngồi ra cái thứ gì nó không biết á là nó bỏ qua thiệt. Cho nên khi mà mấy ông coi nội dung á, mấy ông đây mấy ông coi tụi tôi làm sai, mấy ông coi tôi hay là Sukula hay là những người khác á, tôi nói vân vân như ghét làm nội dung mà sai á, đồ mấy ông đi chửi, trong đó mấy ông chê rồi làm ừ qua đi coi coi tiếng Trung hay coi tiếng Anh, đồ mấy ông qua mấy ông coi là chết lại nội dung của tụi nó thôi. Thưa mấy ông á, cái bản wiki á, cái bản mà cái trang mà dịch skill á, nó còn phải tổng hợp của 8 thằng nó mới ra được cái bản dịch chính. Mấy ông lên cái trang wiki qua bên men mấy ông coi đúng không, là có 8 cái trang YouTube, nó tổng hợp từ 8 cái trang YouTube đó và những cái trang blog có tổng hợp về, nó mới có một cái trang chính thức để nó về. Mà khi mà mấy ông chơi server Việt Nam á, bản thân tôi là một người ngu tiếng Anh rồi, tôi đéo nói. Mà khi mà tôi cố gắng tôi dịch á, tôi dịch từ nghĩa chuyên sâu nhất, gần như là rõ nghĩa nhất, mà sát nghĩa xuất nó sai một hai lỗi, mấy ông đi bắt bẻ, hoặc là những người khác nó sai, mấy ông đi bắt bẻ, độ mấy ông đi dịch hay mấy ông qua bên đó mới coi đi. Chả qua độ mấy ông làm mấy thằng khác nó hiền, nó đéo dám chửi mấy ông, với độ mấy lên tôi chơi đéo ngại va chạm. Đó tới bây giờ đó, server chung á, bây giờ nó đồng bộ rồi đó. Chắc gì ai biết được cái vụ mà sụp đổ cái giảm né tránh này với lại cái sụp đổ mà tăng sát thương cũ. Bản thân của mấy thằng bên làm nước ngoài luôn, kể cả Thái Lan luôn, tôi nói luôn kể cả Thái Lan luôn, nó vẫn làm sai cái vụ sụp đổ này. Ngày xưa khi mà tôi làm con G4 á, tôi đã phát hiện rồi, nhưng mà tôi nghĩ là hay là do mình dịch bằng từ tiếng Trung sang tiếng Anh nó bị sai. Nhưng mà sau này không nha, tôi dịch lúc mà sau này khi mà tôi dịch con King UR, tại vì kỹ năng của con King UR nó khó, cho nên là tôi dịch từ tiếng Trung xong tôi dịch qua tiếng Anh, là từ tiếng Anh nó tôi dịch qua tiếng Việt, nó vẫn là giảm né tránh, là giảm né tránh, rồi xong khi tôi chép lại
là con G4 với lại con King nó là giảm né tránh, những con cũ còn lại là nó tăng sát thương rồi cái gì đó, đó là bây giờ nó đồng bộ hóa cái sụp đổ này luôn, là bây giờ là giảm 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 tỷ lệ né tránh. Tương lai chắc chắn sẽ có một con, tương lai chắc chắn sẽ có một con sụp đổ chuyên dụng quýnh toàn đội hình đó. Và ngồi ra cái ngọc này nó có chỉnh sửa nha, nếu như mà nó chỉnh sửa cái này chắc chắn nó sẽ có chỉnh ngọc, nếu như mà nó chỉnh sửa cái này chắc chắn nó sẽ tương lai nó sẽ chỉnh ngọc. Và cái tiếp theo nữa là gói quà tặng 6 nhân vật, cái này là trong phiếu cửa hàng bí ẩn rồi, sửa lỗi khắc phục trong đó là cái sự cái sửa lỗi khắc phục này là cái sự cố con vua thế giới ngầm thì ok, sửa lỗi này là phích hiệu ứng đếm tài năng anh hùng ok. Đó là bây giờ thêm một cái nữa là cập nhật cái tính năng sụp đổ, bây giờ nó sẽ là sụp đổ chuyên dụng nha, gọi là sụp đổ chuyên dụng, và cái sụp đổ chuyên dụng đó sẽ giảm tỷ lệ né tránh sát thương, là khắc chế tính năng tinh thông đấy. Không tôi biết có sửa ngọc hay không, ngọc thì tôi nghĩ nó sẽ ngừa sửa đó, tại vì bây giờ đánh sụp đổ không biết nó cái nổi sát thương lên thì cái nổi sát thương tôi nghĩ nó phải sửa cái ngọc đó mấy anh em, sửa cái ngọc đó để tương tác với ngọc, hoặc là nó ra một viên ngọc sụp đổ mới, nó giống như nội thương ấy, nó sẽ ra một viên ngọc sụp đổ mới. Ok, coi thử dưới đây nó sẽ là cái gì, mấy cái đây chắc vàng vàng là mấy cái thông báo chính của game mà chắc không không nghĩ là có cái gì. Rồi để coi thử nó có gì không thì tôi sẽ tổng hợp cập nhật server. Rồi ok, đó là cái thông báo hết rồi mấy anh em, thông báo lại thôi, ở trên đây là mấy cái thông tin cập nhật server tướng rồi ngày bao nhiêu thôi. Ok, nói chung là mấy trong ngày sự kiện mấy hoạt động bên game bình thường. Rồi ok, tổng hợp ha, tổng hợp bên server chung về sự kiện cập nhật. Thì ở bên server chung á thì tổng hợp để vô trong game luôn ha, vừa trong game vừa nói tổng hợp, đầu tiên là sẽ ra sự kiện năm mới nha, đầu tiên là sẽ ra sự kiện năm mới, là trong sự kiện năm mới nó sẽ ra sự kiện một sự kiện mới kẻ luôn server cung, sự kiện đại chiến người tiết gì đó, là sự kiện mừng 2024. Thì trong sự kiện mừng 2024 đó là mấy anh em điểm danh thì mấy anh em sẽ nhận được 2024 kim cương, cộng thêm là 200 cái phiếu quay, và 200 phiếu quay đó tôi không biết là quay giấy đỏ hay là 200 cái phiếu quay của sự kiện người tuyết nha. Cộng thêm một cái nữa là nó sẽ cho thêm cái khung 2024. Ngồi ra trong ngày 25 sau khi cập nhật là nó sẽ là tối ưu hóa cập nhập lại, cập nhập hỗ trợ là bị động của con bơm UR, cập nhập bị động của con bơm UR là ở phần bị động từ 5 sao vàng, 5 sao thường, 5 sao vàng, 5 sao tím. Thêm một cái nữa là trong sự kiện, trong thời gian diễn ra sự kiện là mấy anh em sẽ chơi sự kiện hộ lực và sẽ có là reset x2 đô nha, sẽ có reset x2 đô. Và khi thêm một cái nữa là sẽ có vòng quay hoặc là quay định hướng trở lại co Boros UR. Vòng quay trở lại hoặc là định quay định hướng nha, chứ không biết nha, là tôi nghĩ là bánh xe thì tôi nghĩ là chỉ có vòng quay thôi, là có quay định hướng lại con Boros UR. Thêm một cái nữa là cái gì ta, vòng quay Boros UR nè. Rồi khi mà mấy anh em chơi sự kiện điểm danh đạt mốc tích lũy của server, mấy anh em sẽ nhận được tướng SSR cộng, có khả năng nhận được tướng SSR cộng hoặc là rương mảnh vạn năng tự chọn anh hùng quái nhân. Của mảnh vàng nha, mảnh vàng anh hùng quái nhân, hai rương, ít nhất là hai rương thì mấy anh em sẽ nhận trong sự kiện điểm danh. Nó giống như sự kiện kỷ niệm 4 năm được vừa rồi, hoặc là sự kiện bên siêu Nhật mới ra, giao diện giống y chang như vậy nhưng mà nó thay đổi hình tượng tướng thôi. Thì nó na ná, nói chung là tổng hợp là sự kiện là cập nhật, đầu tiên là tối ưu hóa vision nha, tối ưu hóa vision trong server, cập nhật lại con bơm nè, cập nhật sự kiện nè, cập nhật sự kiện hộ lực nè, cập nhật sự kiện Tết nè, rồi reset gói nạp nè, sự kiện tổng của server khung kỷ niệm năm, ngồi ra nữa là tối ưu hóa một số tính năng sụp đổ chuyên dụng là mấy linh tinh, thì sau này vô game mình sẽ biết sau. Đó là tổng hợp chi tiết mà cái cập nhật ở sự kiện bên server chung đấy, thì nó giống như là sự kiện là kỷ niệm 4 năm ha, cái gì về giao diện với lại về sự kiện sinh nhật, thì sự kiện sinh nhật năm trước của nó là cho quay comeback cùng DK nha, cho quay comeback cùng DK, và năm nay nó sẽ cho quay comeback cùng Boros một lần nữa. Vậy là theo thông tin của mấy anh em không phải là con bơm UR nha, mấy anh em dùm lộn rồi, là con Boros nha, trong bản dịch không phải là con bơm mà là con Boros nha, cho quay comeback cùng Boros không phải con bơm nha, xác minh lại nha. Nói chung là mấy anh em tin đồn đó, bây giờ tôi đi xác minh tin đồn với mấy anh em, mà đó là cho quay con Boros chứ không phải là con bơm nha, bản dịch ở trên thì mấy anh em coi thông tin đầy đủ là sẽ có đấy. Rồi ok, đó là con thông tin sự kiện bên server chung. Rồi thêm một cái nữa, bây giờ vô coi con bơm ha, thì con bơm ở đây á, thì con bơm này nó sẽ thay đổi thành cái bị động cơ bản của con bơm á, ở trong đây á, thì khi mà mấy anh em sửa lại thì nó sửa lại hết nha. Đó mấy anh em coi trong đây đi, đó nói chung là sửa lại cái phần mà
sinh tồn chỗ đây thôi. Thì khi mà con bơm ra mắt thì tôi lại test lại sau, rồi tôi đang có con bơm luôn thì tôi sẽ có cả làm clip nội dung test con bơm cho mấy anh em xem. Đấy là dòng quay, là quay combat, co là co burot nha, co burot nha, chứ không phải là tôi nghĩ là bánh xe á, cái từ bánh xe á, tôi nghĩ là chỉ có dòng quay thôi à. Nên cái từ bánh xe á, tôi nghĩ là dòng quay chứ không phải là dí đen đâu, tôi nghĩ là như vậy. Và tướng tướng banner con mới thì tôi không biết là con gì, thì tới lúc đó tôi sẽ cập nhật thông tin cho mấy anh em. Rồi ok, đó là tổng hợp sự kiện cập nhật ngày 25 tháng 1, và cũng là tổng hợp sự kiện event chào đón năm mới năm con rồng của bên Silver Trung Quốc. Đấy ok, đây sau này chúng ta sẽ chờ bên Silver Việt Nam.